Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Đức. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay sơ lược cho anh em tham khảo cái chiếc Vario 125 của mình. Thì chiếc này bữa giờ thì mình cũng ít quay anh em. Đó, thì mình cũng lên những cái món đồ xương xương thôi. Còn về giá cả của cái chiếc này hiện tại đối với cái thời điểm mà bước sang tháng 9 này á, thì hôm bữa mình cũng có cập nhật cho anh em mình tham khảo rồi. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 44 triệu 500 nha anh em nha, đối với cái phiên bản đặc biệt như thế này. Chiếc xe của mình thì mới đi có 3.000 cây thôi nè, 3.000 cây thôi, ít đi lắm. Chiếc này gần như là mình không có đi nhiều, chủ yếu là mình đi chiếc 160 thôi. Chiếc này thì anh em mình mua về để mình đi gần gần á, nó rất là tiện nha anh em, nó gọn gàng hơn so với chiếc 160. 160 thì mình đi xa nhiều hơn, còn cái chiếc này thì mình sẽ đi gần đó, nó sẽ dẫn dắt này kia, nó tiện lợi hơn. Còn chiếc 160 nó hơi nặng quá rồi. Thì đối với anh em mình mới mua chiếc 125 về thì rất là nhiều anh em là không biết mình nên đi cái phụ kiện nào, hoặc là mình có nên dán keo hay không. Đó, thì đầu tiên thì xe của mình là lúc mà mới mua về thì mình đã dán keo luôn rồi anh em nha. Anh em nên dán keo anh em nha. Dán keo nó rất là ok luôn. Anh em sử dụng khoảng một năm thôi, anh em thay một lần. Mà anh em lưu ý giúp mình là anh em chỉ dán keo thường thôi anh em nha, mình dán keo thường thôi. Chứ anh giá anh em mà dán BBF thì đối với những dòng xe mà nó có cái độ bo góc cạnh nhiều quá anh em, thì nó sẽ không có ôm được sát, nó sẽ dễ bung hơn. Nên là mình sẽ chọn phương án là mình sẽ dán keo thường thôi. Keo thường thì anh em dán tầm khoảng 600-700 là cùng hả anh em, hoặc là keo ba lớp thì cũng khoảng 700-800 tùy ha. Rồi phần nhựa nhám, thì mình cũng dán luôn anh em nha. Phần nhựa nhám đó. Phần nhựa nhám thì đối với một chiếc 160 thì mình cũng dán. Còn cái chiếc này là mình không có dán anh em nha. Bữa hổm đi qua bên kia dán thì cái chỗ đó nó hơi cụ bắp một xíu, nó bảo nhựa nhám này không có dán được, nên cuối cùng là mình cũng không dán luôn mà để vậy luôn. Còn chiếc 160 của mình thì mình có dán anh em đó. Chiếc màu đen này thì nhìn nó sẽ cứng xe hơn, nhìn nó thể thao, nó mạnh mẽ hơn so với chiếc màu xanh. Rồi thì chiếc này thì mình vẫn còn đi nhớt xin anh em nha, tức là nhớt hãng đó anh em. Mình vẫn còn đi nhớt hãng, mình chưa có đi nhớt ngoài. Mình đợi đi xong cái chai nhớt hãng này xong thì mình sẽ sai nhớt ngoài mình sử dụng anh em. Nhớt ngoài thì anh em đi sẽ cảm nhận của mình thì mình vẫn thích đi nhớt ngoài hơn, nó có nhiều cái phụ gia, nó sẽ làm cho cảm giác xe của mình chạy nó ok hơn, đặc biệt là những anh em nào mà đi xa nhiều á. Rồi sơ lược về chiếc này đó, nãy mình về dán xe đúng không, dán xe thì đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó, thì khi anh em mới mua xe về thì đương nhiên thì mình phải có một cái thảm lót chân. Rồi cái thảm là loại dày anh em nha, loại dày mình đi rất là lâu rồi, mình đi từ lúc mà mới mua xe tới giờ luôn á, mình vẫn chưa thay cái thảm mới anh em nha. Nó thảm nó rất là dày, rất là ok anh em. Rồi món thứ hai, cái món thứ ba nữa mà anh em cần phải lên nữa đó là cái dè sau. Dè sau của AB ha, nó có hai mẫu, một mẫu ngắn và một mẫu dài. Thì xe của mình trước đây thì mình lắp mẫu ngắn, mình cũng đã từng đi rồi, nhưng mà có một số anh em bảo anh ơi anh lắp cái mẫu ngắn này cho mọi người tham khảo, thì mình đi mẫu dài một thời gian, nhưng mà mình lắp mẫu dài vô thì nhìn sẽ không đẹp chiếc xe. Mẫu dài thì đường cái thì nó dài tầm cái cầm này, nhưng mà nó không có che chắn bùng, nó kiểu như là nó che chắn bùng nhiều hơn so với cái dè ngắn, nhưng mà bù lại thì nó sẽ không có đẹp chiếc xe của anh em đó. Còn cái dè ngắn thì lắp trên xe nhìn rất là đẹp anh em nha, nhìn rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà có về cái độ che chắn bùng nó sẽ yếu hơn xíu thôi, chung là cũng không đáng kể lắm đó. Rồi bộ dè sau thì nó sẽ có ba món, dè con nè, cái nắp đậy nè, và cái bình bên trong đó. Anh em mình mua ba món ha, anh em về anh em lắp như zin luôn, không cần phải chế cháo gì hết. Ốc thì anh em vẫn sử dụng ốc zin, còn anh em muốn đẹp thì anh em sử dụng ốc kiểu giống như mình đó. Đây có tem thông số lớp nè, nhiều anh em thì không thích dán tem thông số lớp thì anh em có thể là dán những cái điệp, những cái sticker dễ thương này kia đồ á đó. Thôi đó là cái món thứ hai. Cái món thứ ba chứ, món thứ ba khi mà anh em mới mua xe về thì anh em phải làm ha. Rồi tiếp thứ tư nữa là cái miếng dán BBF bảo vệ vào đồng hồ. Đây chiếc xe của mình đã dán rồi anh em nha, nhìn rất là trong suốt luôn. Anh em nhìn anh em thấy cái lằn dán không, gần như là không thấy luôn anh em nha. Đó thì BBF này anh em sử dụng khoảng 2 năm anh em mới thay một lần, hay là khi nào mà chạy suốt nhiều quá thì mình mới thay thôi đó. Còn như thế này thì anh em cứ để gì hoài. Ví dụ như anh em mình nhà anh em có con nhỏ hay để mấy cháu phía trước đó, mà mấy cháu hay để tay lên nè, rất là dễ xước màn hình anh em nhé.
Và thứ hai là anh em mà đi gửi xe này kia đồ á, đó gửi xe được kia đồ thì mấy anh bảo vệ thì hay viết phắn lên mặt đồng hồ ha. Mình rất là kiểu là không không thích lắm về cái viết phắn lên mặt đồng hồ, nên mình không nào mình cản được anh em. Chính vì thế thì mình phải dùng cái biện pháp là mình dán bi bép bảo vệ mặt đồng hồ ha. Mình dán bi bép nha anh em thì nó sẽ không thấy những đường chỉ, đó, đường chỉ những đường găng anh em, đó, tại nó trong veo, nó trong suốt luôn. Còn anh em mà dán keo thường á, anh em lột, anh em dán thà khoảng 1 năm anh em lột ra thì nó sẽ để lại keo lại, cái thứ nhất. Cái hai là nó sẽ có những đường găng găng như nè, những đường chỉ anh em nhìn nó không có đẹp lắm đó. Thì anh em mới mua xe về chỉ cần bốn thứ này thôi là ok lắm rồi nha, bốn thứ này thôi. Còn những cái thứ khác như là chẳng hạn như là anh em nằm mà đi đi một gương á, dù đi một gương giống như mình thì anh em có thể lên ốp chân gương. Ốp chân gương đó với mẫu xe Vario thì anh em mua gân thuận hết nha, bên phải hoặc là bên trái đều gân thuận hết luôn đó. Rồi như thế thôi là đã ok rồi. Còn những cái thứ món khác như là chẳng hạn như là mình lắp gù ở thắt 350 này kia đó là tùy nhu cầu mình sau này nữa, thì anh em chỉ cần ưu tiên những cái món mà nó thiết yếu nhất thôi, ok chưa? Còn những cái món nào nó thiên về dạng như là nó trang trí xe, làm đẹp cho xe thì anh em có thể là để sau, tại vì anh em mua một lần thấy nó rất là gọi là kiểu như là chi phí mình cao đó, nên là mình cái ngán đó. Anh em cứ chia chia nhỏ ra ha, ví dụ tháng đầu anh em muốn mới mua xe về thì anh em chỉ làm bốn món như nãy giờ mình chia sẻ cho anh em. Thì tháng thứ hai thì anh em có thể là lên cái gù đó, hoặc là có thể là lên cái cùm đó. Cùm này là cùm BCX hai bớt anh em nhé, nó sẽ tắt đèn được luôn, nó tắt đèn được. Đây là cái nút đỏ này là cái nút Idling Top anh em đó. Rồi hoặc là cùm bên phải là cùm CBR một CBR 650R, cùm CB 650R thì nó sẽ có hai da nè, bassing nè, và nó có cái lẫy phía trước luôn, lẫy bassing phía trước luôn anh em đó. Đó là tùy theo anh em mình đi sau này nha. Nói chung thì anh em đi Vario thì hai cái cùm này có thể là hai cùm huyền thoại nhất rồi. Đây có lẫy phía trước nè, nhìn rất là đã anh em nha, bassing rất là phê luôn đó. Con này thì mình cũng có lên ốc Tây Thắng nè, ốc Tây Thắng Slaya luôn. Rồi bên này cũng có luôn đó, và ốc nắp dầu, ok anh em nhé. Gương thì mình đang đi gương này lắp lên xe nhìn ok anh em nhé. Về cái mặt gương của nó là mặt gương trắng đó, mặt gương trắng anh em. Về cái độ kích thước của nó là nó cũng 8-10 so với gương zin rồi, nên là nhiều anh em hỏi mình đi gương này anh em mấy anh em công an có thỏi hay không thì không thỏi anh em nhé. Ngày xưa mình đi gương chữ nhật mà đi tour xa này kia vô tư anh em, quan trọng là anh em cứ đi đúng luật giúp mình là được. Rồi mình bật cho anh em xem cái đèn đó. Chiếc này thì mình có lên cái đèn bi đèn, bi cầu 600 600 rồ, mình đi màu đỏ anh em nhé. Đây mình đi màu đỏ. Còn ở đây là cái đèn trợ sáng, đèn trợ sáng để mình mở lên cho anh em xem đó, đèn trợ sáng nha, đi sáng gực luôn anh em. Cơ bản là anh em chỉ cần đi cái bi cầu thôi đã sáng rồi, nhưng mà mình vẫn lên thêm cái M10 nữa, xin nó đẹp hơn rất là nhiều ha. Cái M10 này nó sẽ sử dụng cái đèn bình, ví dụ như anh em mình không thông bên cái bi cầu này thì cũng được, anh em chỉ cần lên cái M10 Ultra này đã sử dụng dư rồi anh em, đã dùng đủ rồi. Tại vì trước đây á, mình xe Vario 160 của mình chỉ lên cái bi thôi, bi mini này thôi, chứ không có lên bi cầu này đó. Thì mình đi tour xa này kia, đi quốc lộ đường tối này kia là vô tư ngon lành anh em nhé. Tại vì mình muốn lên cho nó đẹp, với lại mình muốn chia sẻ cho anh em á, nên là mình lên thôi. Chứ thực ra là một cái M10 này là đủ xài của anh em. M10 thì mình lên tầm khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu anh em nhé. Đó mình báo giá cho anh em luôn, bên mình thì không làm đèn nhưng mà mình sẽ chia sẻ giá cho anh em để anh em mình tham khảo nha. Còn bi này thì một bi tầm khoảng 3 triệu ngoài á. Còn cái đèn điện bi Audi này thì cũng khoảng 1 triệu ngoài, chỉnh qua app luôn khoảng 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 tùy theo loại anh em nhé. Đó một cặp luôn. Còn mình đi sẽ mắc giảm mắt đỏ, nhưng mắt đỏ thì bên này thì mình không có thích làm kiểu như là cái dòng xe chạy chạy anh em, mình chỉ làm cái màu đỏ thôi. Nhìn nó đơn giản hơn, basic hơn, nhìn nó ok hơn, chứ mình làm cái dòng dòng chạy chạy, dòng cái nó gần gì đó nó hơi màu mè xíu. Rồi ở đây là cái bi một cặp nha anh em, một cặp nó sơ lược là như vậy ha. Về hệ thống đèn thì mình chỉ lên như vậy thôi anh em, xem nè nhìn đẹp không anh em, đã nè, nhìn nó rất là ngầu. Rồi còn về ốc
Ốc thì đối với chỗ xe này mình cũng lên cũng khá khá à, có lên ốc heo dầu, ốc heo dầu, ốc bắp bắp heo dầu nè, rồi ốc đĩa nè. Ốc đĩa thì 6 ly anh em nha, 6 ly 15 à, còn ốc này là 8 ly 25, hai con 8 ly 25 nha. Rồi ốc bát heo, ốc bát bát cùng dây heo này nè, là nó là 6 ly 15 luôn. Mà anh em mua loại trụ thì nó sẽ ok hơn đó. Dài về sau, dài về sau thì mình cũng có lên cái combo 4 ốc, là bao gồm là ốc ốc treo bô. Ốc treo bô đó là hai con anh em nha. Đây, hai con 10 60 như thế này thì lắp được cho xe Vario, AB rồi Click luôn, nó sẽ chạy chung nha. Đây. 10 ly 60 đó, kèm thêm lông đền luôn. Anh em thích lông đền thì mình gắn thêm lông đền. Đây lông đền nè, đó. Còn cái gấp á, gấp thì mình sẽ sử dụng là 10 ly 40 ha, 10 ly 40 mình sẽ sử dụng gấp này. Đó, sử dụng bắt cái gấp ha. Vario 160 cũng vậy luôn anh em, 150 nó giống nhau hết á, lít giống nhau hết luôn. Hoặc là AB cũng vậy luôn anh em nha. Ba dòng xe này sẽ giống nhau hết, một chung combo 4 món này. Đó. Rồi còn ốc này là ốc Salaya, combo 4 ốc về sau và gắn được cho Vario với AB luôn, y xì với nhau. Ha. Rồi. À, chiếc này thì mình không có lên ốp carbon cắt nước nha, mình chỉ lên cái bộ ốp carbon che bô và cái đuôi bô. Có lên lo Salaya. Đó, ốc Salaya luôn. Anh em muốn sáng thì anh em lên thôi. Rồi. Đó, ốc trụ. Ốc đuôi bô mà siêu ốc trụ nha anh em. Đó, anh em thấy ok không? Rồi à, đèn hậu. Đèn hậu thì đối với chiếc này thì mình cũng có lên đèn hậu nè và lên xi nhan luôn. Ok. Rồi để mình mở xi nhan cho anh em xem là cái trời này cái bắt cho nó có sáng không nha. Xi nhan là lên xe rất là đẹp anh em. Mình lên hai chiếc AC giống nhau. Đây. Sáng anh em nha. Ba ngày trời nắng như vậy mà đèn xi nhan nó vẫn hiện sáng, tức là cái được cường độ của cái đèn này, cường độ ánh sáng của nó rất là cao. Đó. Rồi. Để mình tắt cái đây. Rồi. Ở bên này thì mình có lên ốc lốc máy. Ốc lốc máy với ốc lọc vỏ. Chỗ này là 6 ly 15 anh em nha. Con chỗ này nè, con chỗ mà cái cảm biến không được mét nè. Đó. Rồi. Ốc bô e, ốc bô e thì combo lông đền. Rồi. Lọc cá. Thì sơ lược như vậy thôi. Ốc lốc máy. À, cái nồi. Cái nồi này, chiếc này thì mình đi nồi Coso anh em nhé. Mình đi nồi Coso trước sau luôn. Đó. Anh em mình mà kiểu như là xe của mình mà nó ì ở ở cái dải đề ba đó, thì anh em có thể lên nồi Coso này. Thật là anh em muốn tăng tốc nó ngon ngọt lẹ hơn, đi ở tốc độ thấp mà nó mượt hơn á, thì anh em đi đi lên nồi nha. Thì đi tốc độ thấp nó không có bị gần. Thì vì xe này nó chỉ có 2 van thôi anh em. Có 2 van thôi thì nó sẽ không có mượt mà giống như dòng 4 van rồi. Nhưng mà được cái nước hậu 2 van thì đi rất là ổn. Đó, sơ lược anh em về như vậy ha. À, đối với cái nồi Coso này á, thì bữa giờ mình cũng đã trải nghiệm đâu đó cũng khoảng gần 1.000 cây rồi. Sau cảm nhận của mình thì mình cảm khi mà lên cái bộ nồi Coso này á, mình cũng thay cái lò xo này kia đồ đi, cảm giác ở cái nước mà kiểu nước ga thấp á thì mượt hơn anh em nha. Nó không có còn tình trạng là nó bị gợn khi mà anh em đi dạng ga thấp, hoặc là khi mà anh em đề ba lên á thì nó cũng ổn hơn rất là nhiều so với cái nồi xin đó. Thì anh em mình có kinh tế thì anh em thể là lên nồi Coso dành cho Vario 125 nha. Mình lên nồi trước nồi sau luôn, hình bữa mình lên đâu đó cũng khoảng 30 mấy á đó. Thì anh em lên nồi trước sau luôn, thì khi mà anh em tăng tốc ở dải tốc độ tầm khoảng 40 mà anh kéo, anh em kéo lên khoảng 80 á, thì nó lên rất là lẹ anh em nha, lên rất là nhanh luôn, tại vì nó rút ngắn được cái gia tốc, nó lên nhanh lắm, đi nó cảm giác ok rất là nhiều đó. Thì đó là sơ lược cho anh em tham khảo nồi Coso ha. Còn anh em, nhiều anh em đi những cái nồi khác thì mình thấy là nhiều anh em đi thời gian là chán bỏ à. Còn nồi này là mình đi chiếc 160 của mình rồi, đi tới bây giờ luôn đâu đó cũng khoảng gần 10.000 cây rồi, đi rất là ngon lành anh em ha. Rồi sơ lược về nồi cho anh em mình tham khảo thôi.
Đó. Còn anh em mà kiểu anh em đi nồi xin thì bắt buộc phải chịu những cái tình trạng gọi là nó gợn rồi nó y ở cái nước ga thấp là mình phải chịu rồi. Nó chỉ ngon ngọt ở cái nước giải từ khoảng 40 kéo chạy nhanh 40 kéo lên tới 60 á, nó thì chạy tốc độ đó thì mới cảm giác nó xe mình nó nhẹ thôi. Còn mà chạy tầm khoảng từ 20 30 40 thì nó rất là y, cảm giác nó gợn gợn á, giống nó bị chì phía sau á anh em. Đó. Rồi, sơ lược về những cái thông tin này cho anh em mình tham khảo nha. Còn về mức giá bán của dòng xe này hiện tại thì đâu đó có khoảng 44 triệu chưa ra biển chốt. Ha, ra biển số luôn ở huyện luôn chắc cần khoảng 47. Thì cho anh em mình tham khảo nha anh em. Đây là xe của Honda Việt Nam nhập về nha. Bên Indo thì nó cũng đã có màu sắc mới rồi nhưng mà Honda Việt Nam họ không có nhập về. Về màu sắc của mấy chiếc này bây giờ thì nó cũng không có nhiều hàng nữa nha. Rồi, chia sẻ cho anh em đến đây thôi. Anh em mình cần hỗ trợ cái gì đó thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em. Còn những cái món mà phụ kiện mà anh em muốn tham khảo thì anh em cũng có thể là link ở phần mô tả nha, sẽ có những cái đường link Shopee cho anh em mình tham khảo đó. Rồi, anh em có cảm nhận như thế nào về dòng xe này, hoặc là anh em đã từng đi dòng xe này rồi mà đang chơi những cái nồi nào, anh em cảm nhận như thế nào thì anh em có thể là comment phía dưới ha, cho mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn tất cả anh em nha.